Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố với gần 98% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Quốc hội cũng đã bầu bà Tòng Thị Phóng và các ông Đỗ Bá Tị, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 và bầu 13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14. Tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Nguyễn Thị Kim Ngân nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu sau lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất Đồng chí cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa 14 phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Phần đầu tiếp tục đổi mới nâng cao hoạt động của Quốc hội để Quốc hội ta thật sự đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự, niềm tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội khóa 14 tiếp tục thực hiện quy trình công tác nhân sự, bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.